Ngày 27 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra một vụ mất trộm gần 20 lượng vàng, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, xảy ra tại chùa Phước Nguyên, xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Sư cô Thích Trung Tuệ, chùa Phước Nguyên, trình báo với phía cơ quan công an như sau. Lúc 3 giờ 40 phút sáng, ngày 26 tháng 5, sư cô Tuệ thức dậy, mở cửa chính của chùa để chuẩn bị cúng công phu hàng ngày, rồi đi về phòng ngủ tiếp. Lúc này, sư cô Thích Nữ Lệ Điền cũng thức dậy và lên sảnh chùa để cúng công phu. Đến khoảng 5 giờ 15 phút, sư cô Lệ Điền cúng xong nên vào phòng nằm nghỉ, thì nghe có tiếng động bên ngoài. Sư cô Lệ Điền mở cửa ra, thì thấy một người nam mặc áo vàng chạy ra cổng. Sư cô Lệ Điền vừa đuổi theo, vừa la cướp cướp, thì người này phóng rào lưới 40 ra ngoài lên xe máy. Có người nam mặc áo trắng chờ sẵn để tẩu thoát. Khi kiểm tra lại tài sản trong chùa, sư cô phát hiện hơn 19 lượng vàng, loại vàng 24K, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cất trong tủ quần áo đã bị mất. Số vàng trên của một sư cô trong chùa mượn từ một người thân trong gia đình để bán trả nợ tiền xây dựng, trùng tu lại chùa trước đó. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, điều tra truy bắt các đối tượng trộm cắp.